Và mình có nhận được một cái comment của bạn Nam Hoàng với cái nội dung như sau: anh ơi, em có chiếc đồng hồ cổ bố em tặng em được vài năm rồi. Anh định giá chiếc đồng hồ này giờ có giá khoảng bao nhiêu ạ? Và xin chào bạn Nam Hoàng. Thì sau đồng hồ cổ, Dũng Hoàng cũng đã nhận được cái video mà bạn gửi để định giá chiếc đồng hồ mà bố bạn tặng bạn nhá. Sau đây thì kính mời bạn cùng tất cả các anh em xem cái chi tiết mà ở cái đồng hồ của bạn nó có những cái gì đặc biệt và tầm giá hiện tại tại thời điểm này nó khoảng bao nhiêu tiền bạn nhé. Đầu tiên mình đánh giá cái chiếc đồng hồ cổ mà bạn gửi cho mình ấy là một chiếc đồng hồ chính hãng bạn ạ. Có độ mới cũng rất là cao và bản này rất là giá trị bạn nhá. Có một cái đấy còn nguyên zin nguyên bản và tổng thể cũng giữ gìn rất là cẩn thận và được sản xuất vào những năm 1960. Thì mình rất là ấn tượng với cái bộ dây, dây bọc vàng còn rất là đẹp bạn nhá. Cái sợi dây này rất là cổ rồi mà giữ gìn được đến thời điểm bây giờ cũng không hề đơn giản. Cái ấn tượng thứ hai đó chính là một cái đai của liền mặt nó bắt sáng rất là tốt và tổng thể zin, núm zin rất là đẹp bạn ạ. Và cái bản đồng hồ này thì mình, cá nhân mình cũng đánh giá rất là cao. Cái giá mà chiếc đồng hồ mà còn nguyên zin như thế này ở bên nước ngoài ấy, nó đâu đó khoảng 400 đến 500 đô bạn nhé. Còn này ở Việt Nam mình ấy, thì với những cái bản rado bọc vàng và còn nguyên dây như thế này này thì nó có giá dao động từ 5 triệu đến 8 triệu bạn nhé. Thì cái giá của cái bản đồng hồ này thì nó trong khoảng từ 5 đến 8 triệu bạn ạ. Thì cơ bản là những cái bản đồng hồ còn giữ gìn nó còn đẹp như thế này thì là một trong những cái bản đồng hồ mà cá nhân mình cũng là người sưu tầm và có kiến thức đồng hồ cổ một chút thì cũng đánh giá rất là cao. Và tầm giá khoảng 5 đến 8 triệu thì để mà mua được chiếc đồng hồ này cũng tìm được cũng rất là khó bạn nhé. Thế mình là Dũng Hoàng, chuyên định giá tất cả mọi loại đồng hồ cổ anh em nhé. Và anh em nào mà có những cái bản đồng hồ cổ ấy mà chưa biết giá trị hiện tại nó khoảng bao nhiêu tiền thì anh em hãy nhanh tay gửi video cũng như kết bạn Zalo với em để em tư vấn cũng như là để cho anh em biết đích xác cái giá trị hiện thực tế của những cái bản đồng hồ cổ anh em nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.